Đồng hồ vang vọng xin kính chào quý vị và các bác. Hôm nay rất hân hạnh đồng hồ vang vọng được giới thiệu và gửi đến các bác một chiếc đồng hồ rất cao cấp của Pháp với thương hiệu là đồng hồ Odo. Trước mắt các bác đang nhìn đây là một phiên bản đồng hồ Odo 62 các bác ạ, đời 62. Máy 24 đời 62. Nhưng đây là một trong những chiếc đồng hồ cho chúng ta hai bản nhạc các bác ạ. Đó là bản Sododo và bản Westminster. Trên mỗi chiếc đồng hồ Odo hoặc trên nhiều chiếc đồng hồ khác với cái bản Westminster thì thường được nhà sản xuất trang bị với các cái bản nhạc Westminster hoặc là các cái bản khác các bác ạ. Nhưng riêng bản Sododo, nói đến bản Sododo thì chỉ có trên những chiếc Odo thôi các bác. Đây là một trong những bản nhạc đặc quyền của Odo, rất đặc biệt. Một chiếc đồng hồ được tạo nên với một cái hình thức bên ngoài, khi các bác nhìn vào thì nó rất là sang trọng phải không các bác. Một chiếc mặt là rất tuyệt vời. Đây là chiếc mặt mà người Tây người ta thường gọi là mặt cười các bác ạ. Mặt cười. Một cái thùng thiết kế hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên. Em xin được soi kỹ một chút để các bác nhìn. Đây các bác ạ, một cái lớp clear rất là bóng, với cái độ bóng nó không quá tạo ra một cái độ bóng nó không quá bị lộ liễu, nó không quá bị rườm rà, nhưng lại tạo nên một cái độ bóng rất sang trọng và đầy quý phái các bác ạ. Một chiếc mặt cười như em đã nói ở trên, một cái kiếng ở bên dưới rất đặc trưng, thường nó ăn nhập với lại cái mặt ở trên này các bác ạ, rất tuyệt vời. Được chạm khắc với các cái chùm nho rất là tinh tế. Đây là một trong những chiếc đồng hồ Odo đời 62, nó còn nguyên bản 100%. Riêng bên Vang Vọng rất chú trọng đến cái nguyên bản của một chiếc đồng hồ. Đã có rất nhiều bác điện và hỏi cùng chia sẻ với đồng hồ Vang Vọng rằng bên đồng hồ Vang Vọng có những cái chiếc vỏ khỏi nâng độ chế hay như thế nào không. Em xin thưa và khẳng định lại với các bác rằng bên đồng hồ Vang Vọng luôn luôn đưa đến cho các bác những chiếc đồng hồ còn nguyên bản. Dẫu rằng chiếc đồng hồ đấy có giá trị cao hay là giá trị thấp, nó đều là những chiếc đồng hồ còn nguyên bản. Em ví dụ như chiếc Eros ở bên cạnh đây. Đây là một trong những chiếc Eros cũng rất cao cấp các bác ạ, cũng của người Pháp. Nhưng bên đồng hồ Vang Vọng chúng em thì để nguyên nó là Eros thì hãy để cho nó là chiếc đồng hồ Eros các bác ạ. Đây là cái vỏ này cũng có thể nắp được những chiếc máy như đời Odo 5410 chẳng hạn như thế. Nhưng riêng bên em thì em không lắp thế. Vì những gì là của nhà sản xuất thì mình nên tôn trọng. Bởi khi các bác sưu tầm và sở hữu, truyền lại cho con cháu sau này, nó có cái giá trị đích thực của một chiếc đồng hồ. Đấy là nguyện vọng của bên đồng hồ Vang Vọng chúng em. Luôn luôn muốn đưa đến các bác những gì là chân thực nhất, những gì là tốt nhất và những gì là nguyên bản nhất. Đó mới là đồ cổ, đó mới là giá trị của thời gian pháo các bác. Và bây giờ em xin được test cái tiếng chuông của chiếc đồng hồ Odo đời 62 với hai bản nhạc Sododo và Westminster. Với cái mã số của chiếc đồng hồ này là 946 các bác ạ. Nếu các bác muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì các bác hãy gọi cho em theo số điện thoại và đọc cái mã số như thế này ra. Em mới biết được rằng các bác muốn tư vấn hoặc là chia sẻ những gì trên chiếc đồng hồ này. Và bây giờ em xin được test tiếng chuông luôn để các bác thẩm âm và đánh giá một phiên bản Odo đời 62 với hai bản nhạc các bác nhé. Hai bản nhạc, bản Sododo và bản Westminster, cũng cứ 15 phút một lần. Đấy là nhạc của bản Sododo đấy các bác ạ. Thank you.
Vừa rồi đồng hồ thể hiện bản nhạc Sododo. Và bây giờ em xin được test một đoạn chuông bản Westminster để các bác thẩm âm và đánh giá. Đây các bác chỉ việc gạt cái cần này sang bên bản West. Trên chiếc thùng này người ta ghi rất rõ. Rồi, vừa rồi em vừa test thêm một đoạn nhạc Westminster trên chiếc đồng hồ đời 62 với hai bản nhạc này. Chắc chắn vừa rồi cái âm thanh mang lại cho các bác một trong những cái âm thanh rất đặc trưng của dòng Odo. Đặc biệt là nó rất trong sáng và ngân nga, phải không các bác? Và đến đây, đồng hồ Vác Vọng chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.